My life, my color. Cô cứ chào hai MC. Dạ. Kính chào quý vị khán giả tại trường quay. Cô tên là Nguyễn Thu Thủy, năm nay 55 tuổi, làm nghề nội trợ. Xin mời chị ạ. Còn kính chào quý vị khán giả, chú Quyền Linh và chị Lê Lộc ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tình, năm nay là 30 tuổi ạ. Em làm dâu được 9 năm rồi ạ. Em sinh được hai bé rồi ạ. Bé lớn của con là năm nay là 8 tuổi, bé nhỏ là 4 tuổi ạ. Hiện tại hai mẹ con đang sống ở Đồng Nai ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô cảm nhận thế nào về cô con gái này? Con trai của cô thì rất là ăn chơi. Mà khi mà con trai cô nói mẹ ơi, con dắt bạn gái về, cô không chịu, mẹ không đồng ý đâu. Tại vì con ăn chơi như vậy thì chắc là người không đàng hoàng. Thì chồng cô mới nói bà ơi, kể đi, con đã nói như vậy thì bà cứ thử coi sao. Cô nhìn thấy nó nhỏ xíu à, mà nó trắng lắm, cái mặt nó hiền khô à. Cô như gặp lâu rồi, mà như là cái tình cảm mẹ con nó coi như đã gắn bó rất nhiều rồi. Ê, cô nhìn thấy mà thương ghê lắm con ạ, à, thương từ lúc. Con chị thì sao? Còn em hả? Em thì cái ngày đó thì, tại vì trước kia là có nghe bạn bè nói là mẹ Thủy là dữ lắm, nhìn thế, nghe nói vậy. Thì mới lần đầu gặp thì nhìn mới lần đầu gặp thì mẹ xuyên tin sành điệu lắm. Tuy mẹ cũng đã lớn tuổi nhưng mà nhìn mẹ rất là thời trang. Nhưng mà sao nó về làm dâu thì ấn tượng như ngày đầu nữa không? Tính ra bây giờ là 9 năm 3 tháng. Chưa bao giờ hai mẹ con có một cái nhăn mặt với nhau. Cô thì rất là cưng con, không cho con làm cái gì hết. Ơi mẹ dạy con nấu ăn mà thôi, một mình mẹ nấu được rồi. Tại vì cô nói thực sự cô nấu ăn cũng rất ngon. Thành ra là coi như cô không muốn, cô cưng dâu còn cưng còn hơn con gái mình nữa. Thì mình thấy hợp không? Nói chung là mẹ tốt hơn những cái gì con tưởng tượng. Tại vì trước kia cái suy nghĩ của con cũng là lấy chồng là con sợ làm dâu này. Nhưng mà sau khi con làm dâu thì con thấy mọi thứ thoải mái hơn cả nhà mình luôn đấy, thật. Chăm cho con này, từng cái cách ăn mặc ở nhà thế nào này, từ cái đi ra đường ra sao này, đôi giày này có đẹp hay không này, cái bộ quần áo này có hợp với đôi giày này không này, rồi coi như là đầu tóc là phải như thế nào này. Thấy quần áo này kia ta từ cái hồi mà lấy về này nọ, thì ngày xưa em cũng ở quê lên đấy. Thì mẹ thì xịt tin mà em mà mặc đồ mà kín đáo quá hay là như thế nào là mẹ cứ bảo là phải sành điệu lên, sexy lên vậy đó. Dạ. Mẹ có mua đồ cho mình mặc không? Dạ có, đồ của em ngày xưa là đó mẹ mua hết ạ. À. Kể cả từ đồ nhỏ luôn mẹ cũng mua lắm, mẹ chăm sóc. Cô đi Sài Gòn với con gái và con dâu ở nhà nằm xanh á, cô cứ con ôi cái áo này đẹp quá, ôi đôi giày này đẹp quá, cô mua con gái cô, mẹ sao mẹ không mua cho con mà mẹ mua cho chị vậy? Mẹ nói mày có chồng mua rồi, mẹ chồng mua, còn là mẹ mua, chị ở nhà, chị đâu có đi đâu đâu. Hay quá nhỉ. Hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Dạ mẹ chờ cho quá, ví dụ như là cháu nó bảo là hôm nay không thích đi học, thế là bà nội sẵn sàng cho nghỉ học ở nhà luôn. Đó, không có được chiều cháu quá như vậy. Nhưng mà mẹ cũng biết mà, mẹ biết. Có nói với bà nội cưng con, bà nội cho nghỉ vậy là cháu hư tại bà, mẹ biết là biết, mẹ nhưng sai. Nhưng mà thôi kệ, cứ cho nghỉ đi chứ. Ôi, nhưng mà cứ cho nghỉ. Sao cho nghỉ vậy cô? Dạ, cái gì chính đáng không? Ôi, cô cưng cháu lắm. Dạ. Mà nội ơi, hôm nay đến thứ bảy chưa? Thôi, cho con nghỉ. Đấy, biết mình sai nhưng mà mình vẫn cứ cho nghỉ. Nhưng mà vậy là có làm mình khó xử và khó chịu không chị? À, dạ không, nhưng mà nói sau vài lần thì mẹ bảo là việc đi học hành này nọ thì đó là do mẹ quyết định. Muốn nghỉ hay như thế nào thì hai đứa phải xin mẹ thì mẹ đồng ý thì mới được. Thì chắc cũng tiếp tục nữa. Dạ, không, rồi coi như ví dụ hôm nay cho nghỉ rồi vài bữa quên đi cũng cho nghỉ tiếp. Mẹ chiều lắm, đòi cái gì mẹ cũng cho đó. Em không thích là ví dụ như vừa ăn cơm vừa xem điện thoại là không có được. Nhưng mà mẹ thì đút cho em ăn thì nhanh hơn, rồi coi như là mình dọn dẹp sớm hơn nữa. Tại thì hai vợ chồng em đã ly dị rồi ạ. Ly dị được tính ra nếu mà ly thân thì cũng được hơn gần 2 năm. Hai mẹ con coi như bốn bà cháu là coi như ở với nhau. Mình vẫn ở với con dâu vậy. Dạ vâng. Em thì ly dị rồi nhưng mà tại vì em thương mẹ lắm. Là em thương mẹ và mẹ cũng thương cháu nên em vẫn ở với mẹ chồng của mình. Cô thấy con dâu nhiều khi là ví dụ như ngày chủ nhật, ngày cứ năm này qua năm khác, ngày lễ ngày 20 tháng 10, ngày Valentine, cô đơn mình cứ nằm ở trong phòng không bấm máy không. Mỗi bận mà cô thấy con vậy thì cô âm thầm cô đi tìm. Trong bụng đi tìm thì cô nghĩ là mình sẽ phải coi như là nên phải chửi cho một trận, đánh cho một trận.
cho hả dạ luôn, đánh cả hai đứa. Nhưng mà đến khi tới thì cô nhìn thì tự nhiên cô cũng không mày tao được. Cô chỉ nói là cô nói cho con nghe, nó đã có vợ có con rồi, con hãy trả nó về cho gia đình nó. Nếu con như vậy thì mai mốt con cũng sẽ gặp quả báo thôi. Thế cô nói vậy thì con bé đó nó cũng hứa là nó bỏ, nó cũng khăn gói nó đi. Thì mỗi một bận như vậy cô đâu có nói được cho con dâu nghe đâu. Cô đổ bệnh, cô nằm, có khi cô nằm liệt giường cả tuần 10 ngày. Mà cô yếu lắm, chứ cô không có sức khỏe. Đến khi cứ mỗi bận như vậy thì cũng phải đến 5-6 bận rồi. Ngày đó cũng gần cuối năm rồi, con cô nói mẹ ơi, con biết hết tất cả rồi, mẹ đừng có giấu con. Nhưng mà không biết nó có biết thiệt hay không, nhưng mà đã hỏi cô tới đó là coi như cô này, cô có cái tính là coi như hỏi bất chợt là cô phải khai hết. Dạ, tại vì chồng em, dạ, chồng em có cái tính là trăng hoa lắm. Là lần đầu thì em có thể bỏ qua được, nhưng mà tại vì trước kia anh đã có quá nhiều mối quan hệ với nhiều người khác nhau rồi. Em nghĩ đã đến lúc là mình có phải có quyết định. Cái thời điểm là cái người cuối cùng mà anh quen ấy thì có một đứa con riêng, thì em quyết định là ly dị. Không phải là lúc mà mẹ lúc luôn là người biết trước, tại mẹ lo cho em ấy. Em suốt ngày lủi thủi ở nhà và cũng không có chồng bên cạnh. Rồi mẹ em có khuyên là... Dạ khuyên. Tại vì trước đó 9 năm thì cái việc này nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi ạ. Đã khuyên quá nhiều lần rồi và nó không thể thay đổi được. Thì mới em đầu là anh ấy níu kéo. Cô đưa chứng minh cho dạ, con vâng. Dâu cô mà cô nói là nếu như mà không chịu ký giấy á, là coi như cô ra tận tòa luôn, cô là người làm chứng. Nhưng mà về thế cô còn được mẹ của cô nữa, dắt mẹ đi theo nữa, mẹ cũng làm chứng nữa để cho nó ra tòa. Cô có nghĩ lúc nào đó cô sẽ tìm một người nào đó cho con dâu của mình không? Cô mong rằng là nếu một ngày nếu còn duyên nợ thì tìm được một người đàn ông mà thương yêu hai đứa nhỏ, thương yêu bản thân mình, cô sẵn sàng cô đứng ra cô gả. Mình phải bù đắp chứ, con trai mình làm đau khổ mà. Cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, cô thấy bình thường không bao giờ nó trùm mền con ạ. Cô thấy nằm co do trùm mền ấy, cô đang nấu cơm, cô mở cái cửa phòng ra cô thấy. Cô nhìn xong cô chạy ra ngoài, cô hòa đến cô khóc. Cô khóc xong, chồng cô mới gọi điện cho con gái. Nói con gái cô mới gọi lại cho cô nghe, đưa cho cô nghe thì mới nói mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa, chị không còn buồn nữa đâu, chị vô tư lắm, bây giờ chị vô tư lắm, mẹ thấy không, mẹ thôi mẹ đừng có buồn. Thấy con nói vậy cô mới mở cửa phòng ra, cô vào cô thấy nó nằm nó gáy khò khò con ạ. Cô tưởng ấy, thế từ lúc đó là đang ngủ chứ phải đang khóc không dạ. Mà trời, cô tưởng nó khóc, cô làm cô muốn khóc luôn vậy đó. Cô tưởng đấy, cô chạy ra cô khóc, mà cô hay hòa khóc. Thế từ lúc đó là coi như là cô biết là con dâu đừng vậy, mà cô tìm hiểu trong nhiều bữa cơm. Cô hỏi con ơi, mẹ hỏi thiệt con nói cho mẹ yên tâm đi, dạ. Con còn buồn không? Thì nói mẹ ơi, con vô tư lắm, bây giờ con hết buồn rồi mẹ. Nhưng mà may mắn một điều á là em có bà dạ, mẹ vâng, chồng đó. Rất là tuyệt vời dạ. Luôn sẵn sàng chia sẻ, thậm chí đau khổ hơn là các dạ, em vâng, nữa vâng. Với những cái tình cảm đó thì nó có thể giúp em trong cái giai đoạn khó khăn này. Hôm nay để xem có thư của gia đình đây gửi cho em đây. Có hai lá thư luôn. Em tên là Giang Huy. Em là em chồng của chị Tình. Em nhớ lần đầu tiên gặp chị, lúc đó em chỉ mới 14 tuổi nên chưa thật sự cởi mở với chị. Nhưng thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, rồi dần dần tình cảm giữa em và chị ngày càng trở nên thân thiết hơn. Và rồi những năm tiếp theo, chị em mình đi đâu cũng có nhau. Lúc này em đã coi chị như một người chị ruột của mình rồi. Anh hai còn ham chơi mà cưới vợ cái gì. Không ngờ thấy chị mẹ đã thương, dần dần yêu quý chịu hơn. Không khác gì đứa con mẹ đứt ruột sinh ra. Chị nhớ có lần chị té xe mà không liên lạc được với chị không? Cả nhà nhốn nháo, mẹ thì khóc lên khóc xuống, la hét ầm trời, sợ chị bị gì. Tuy đã ly hôn nhưng chị vẫn còn sống chung với gia đình mình. Mong rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình cảm giữa chị em mình và mẹ sẽ không bao giờ thay đổi chị nhé. Em vẫn là đứa em trai mà chị thương yêu như ngày nào. Chắc là chị cũng bất ngờ vì đứa em này ít khi nói, nhưng là những lời xến xúa nay lại ghi một tràng dài trên đây đúng không? Nhiều lúc thấy chị khóc, cuộc sống vợ chồng chị quá áp lực mà em ghen ghét, lây người làm chị đau. Nhất là mẹ đã coi chị là con trong nhà lâu rồi, chăm chị còn hơn em bé. Đi đâu một chút xíu là cứ gọi,
cho em, sao chị lâu về, sợ có chuyện gì. Nhiều lúc á em cũng chạnh lòng, sao mẹ không thương em nhiều như chị vậy. Nhưng bây giờ em hiểu rồi. Tức là đây hai lá thư, một lá thư của em Gia Huy và Thùy Anh hả? Dạ vâng ạ, hai đứa em chồng ạ. Em chồng. Dạ. Đấy, rất là tình cảm luôn. Dạ. Đứa con gái và đứa con trai của cô á, không biết cô cũng đã hiểu rồi. Tại vì chị em nó đi đâu cũng có nhau hết. Uống một ly cà phê hoặc là coi như là ăn kem, hoặc là coi như là đi mua một cái món đồ nhỏ nào đó cũng phải có nhau hết. Mẹ có con dâu với mẹ quen là con gái à. Dạ. Đó này mẹ kể đi, mua gì mua cũng mua dạ cho chị dâu hết trơn á. Thôi, đây cũng là một cái bù đắp. Sau này thì người ta sẽ gặp rất nhiều may mắn và hạnh phúc. Bình yên sẽ mãi mãi bên em ha. Mẹ chồng có muốn con dâu điều gì hay không? Mong muốn sau này khi mà con, nếu hết duyên thì thôi, mà còn duyên nữa, thì nếu con kiếm được một người chồng mà thực sự yêu thương mình, yêu thương hai đứa con của mình, thì mẹ sẵn sàng mẹ đứng ra mẹ gả con, như là mẹ chính là người mẹ của con. Tại vì mẹ nói mẹ là người mẹ thứ hai của con mà. Dạ con biết mà. Cô muốn nhắn nhủ với con trai của cô được không ạ? Được, cô cứ nói đi. Cô muốn nhắn nhủ với con trai của cô. Cô rất là thương yêu con. Dù con như vậy cô cũng vẫn thương yêu. Con là bây giờ hãy chín chắn tu tỉnh, tại vì cuộc vui nào thì cũng tàn. Mong con quay đầu về làm ăn, tu trí làm ăn, để về sau nó cho các con và nó cho gia đình. Ôm chặt mẹ chồng của mình đi. Nói gì với mẹ đi em. Dạ con yêu mẹ nhiều lắm. Dạ cảm ơn. Dạ. Tuyệt vời. Giá như vợ chồng hạnh phúc nữa thì đúng là nó thật sự là hoàn thiện ha. Dạ xin mời chị. Dạ xin chào MC dạ. Huyền Linh. Xin chào Trinh Viện Lập. Dạ, dạ chào mời cô ngồi. Dạ. Tôi tên là Lê Thị Bông, 49 tuổi, đang ở Gò Vấp. Dạ, dạ xin mời chị. Xin chào chú Quyền Linh, chào MC Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Dạ con tên là Phạm Thị Trình, năm nay 27 tuổi. Dạ và làm dâu của mẹ là hơn 3 năm rồi ạ. Dạ. Mình có dạ em bé chưa ha? Dạ mình có em bé hơn 2 tuổi, bé gái ạ. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp con dâu tương lai á thì mình thấy thế nào? Thì thấy cũng dễ thương, chịu khó. Nhưng trai mà có chịu ngay từ đầu không? Dạ thấy cũng được. Thì thấy đó con nhớ mẹ ơi, con dắt bạn về nè, lâu lắm rồi con nói với mẹ, mẹ cứ hẹn lần hẹn lựa hoài à. Thì mẹ mới nói rằng là thôi mình còn thiếu thốn nhiều lắm, mình để từ từ đi con. Con trai nó đâu chịu đâu. Nó không chịu, nó nói ô mẹ cứ hẹn hoài à, giờ mẹ tính làm sao mẹ làm đi con không biết. Rồi cái nó đầu cái nó hẹn giận. Hẹn gì được nữa, hẹn tao muốn vợ quá mà hẹn trai muốn vợ làm sao mà hẹn được nữa. Nó giận cái nó bỏ nó đi. Dạ. Ô trời, bỏ đi luôn. Nó bỏ nó đi cần tuần lễ luôn. Về như vậy. Về được cô có chịu không? Thì giờ mình phải năn nỉ nó, thôi giờ con về nhà đi rồi ba mẹ rồi từ từ ba mẹ tính cho. Thì nó mới chịu về nhà. Trời ơi tội nghiệp nhỏ. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng chị có ấn tượng điều gì không? Thì dạ thấy mẹ rất là nghiêm, có vẻ là khó tính. Thấy mẹ trẻ, đẹp. Với lại mình cũng hơi cái cảm giác là mình cũng là gái quê á. Mẹ là người gốc Sài Gòn nên mình cũng hơi mặc cảm. Dạ. Em là quê ở đâu? Dạ quê Thanh Hóa. Thanh Hóa hả? Dạ. Giọng lạ ha, dạ. Ha. Rồi bao lâu sau thì cô mới chấp nhận với cái mối tình này? Gần cả năm nữa. Dạ. Là mới là cưới cho nó. Rồi làm dâu có gặp khó khăn gì không? Dạ thời gian đầu thì cũng hơi khó khăn. Tại vì em người Thanh Hóa, mẹ là người Nam. Về phần nấu ăn thì nó sẽ có sự khác biệt. Em thì không ăn cay được, mà nhà thì ăn cay. Dạ. Thì em nấu thì nấu món ngoài Bắc, mà ba mẹ thì không ăn được mấy món mà ngoài Bắc á. Ba thì khó tính hơn, ba thì hay chê. Chơi lên chơi xuống ông chơi mà tao nói sao em cứ để cho nó nấu hoài vậy. Nó thì giờ kệ tập đi con dâu, nó nấu cái gì mình ăn cái đó. Yeah. Anh đừng có khó quá rồi. Yeah. Nó không có nấu cho mình ăn á. Ừ. Rồi bắt đầu cái tuần á anh bắt em vô bếp nữa à. Mà vậy sao cô không chỉ cách dạ chỉ chứ. Con ơi con nấu cái này này nè vậy nè, chỉ vậy á chứ thật sự ra mà không có nghe, quen tay rồi quá thì đó đúng. Dạ. Rồi nấu à không có bỏ hạt nêm như mình hay là cái gì chứ.
không bỏ đường, không bỏ gì hết. Dạ. Chỉ bỏ đúng tí muối với là ấy thôi, còn mà trừ ra nó lặt lẽo đó, không ăn được. Nó chỉ hoài à, nó chỉ vậy á chứ mà. Đến bây giờ nấu được đỡ chưa cô? Không luôn. Mà con cá là 3 năm rồi mà vẫn chưa nấu được luôn. Dạ chưa. Ba khó tính quá. Tại ba chỉ có ăn được cái món của mẹ nấu thôi. Còn món của em nấu ví dụ như là thịt giá cầy ở ngoài Bắc á, thì ba cũng không biết ăn, mẹ không biết ăn luôn. Đừng có nấu thịt giá cầy, ông biết ăn thì đừng có nấu món đó. Em lấy cầy giá thịt đi. Mà ông xã nhà em lại thích ăn món đó. Ủa vậy em ưu tiên chồng hay ưu tiên ông già chồng? Ông già chồng bây giờ chỉ có mẹ em chiều được thôi. Thấy chưa? Chỉ có nấu cho chồng ăn thôi, không có nấu cho ông già chồng. Em biết ông già chồng em thích món gì không? Nói chung là ba chồng em khó, chỉ có mẹ em chiều được thôi. Dạ. Khó thì mình phải chinh phục cái khó đó. Thử bây giờ mình hỏi coi cái món nào ông già chồng thích. Bữa nào mình tập nấu đi. Mình chỉ theo nấu cho mình cho nó con niêm vậy vậy nè. Nó không có chịu. Dạ. Nó chỉ nấu theo cái niêm đủ, một món hai món thôi. Tuyệt đối không bao giờ bỏ đường. Ủa vậy là mỗi bữa cơm rồi gia đình mình chia thành hai phe? Không. Ví dụ như mẹ nấu mẹ thì nấu. Nó cũng vẫn ăn à. Ăn bình thường à. Còn nó nấu thì nhiều khi đôi lúc ông ba chồng ăn chê đó, thì ông ăn ít thôi, ông ăn nhiều. Ông ăn được đúng chén thì em đứng lên đi. Không tìm đủ cách nào đó, mình nghe lời mẹ cứ chỉ sao làm vậy đi. Em sợ ăn đường nên em không có nêm đường, mẹ thì hay nêm. Thì giờ em nấu cho ông già chồng ăn trước đi rồi em ăn sau. Được không? Dạ thì cái đó em phải học thêm. Đúng rồi, phải học, tại vì mới có 3 năm thôi. Dạ. Từ đây tới sau nữa cũng phải nấu cho ông già chồng ăn cho ông ăn được chứ. Mẹ thì dạ, dễ, ông xã thì khó lắm. Cũng xem chú Quỳnh Linh nấu ấy ạ. Có coi hả? Dạ có. Sao không học cách chú nấu? Dạ thì cũng học mấy món của chú Quỳnh nấu chú nhưng... nấu cho ăn còn được mà. Chú nấu cũng nhiều, người ăn người ta còn khoái mà. Bữa nào chú chỉ cho. Dạ. Đó, xem nấu ba chồng đâu ăn được đâu. Dạng như bữa đó hình như là đổ bánh cuốn. Bánh cuốn á. À. Đổ thành chầm bánh xèo. Chầm bèm mà sao ăn. À. Bánh cuốn đổ thành bánh cháo. Dạ. Đó, con nhỏ nhẹ nhẹ à, ăn không được. Trộn bột lại á, mà không biết sao công thức nó bị sai á. Xong rồi nó con tráng bằng chảo á, thì nó bị nhão. Bánh cuốn hả? Dạ, bánh cuốn hả? Nè, con xay bột ha, con pha nước vô. Con đổ thịt vô, đổ nước mắm vô, con đổ rau, con quậy, con xay sinh tố xong con ấy lên cuốn lại. Phải không? Cái đó là sinh tố rồi. Thành sinh tố rồi. Trời ơi, chứ thật sự cái chuyện này không có khó đâu con. Dạ. Cứ làm theo mẹ đi, mẹ chỉ cái gì, một món một thôi thử thôi. Dạ. Bữa nào con bất ngờ ha, con học xong, con nói ba, bữa nay con nấu cho bà ngồi bà nghe coi nha. Nấu, mình nói là nấu cái này dày, nêm dày, 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 cho ông già ăn tại chỗ, bảo đảm ông già sẽ... rất là thương con dâu luôn. Thử dạ. Đi nha. Ông xã ông cũng thương nó lắm. Coi như là nó con gái của mình vậy đó. Con cái là nó nấu chưa có được thôi. Rồi cái chuyện nấu nướng thì sẽ tập nha. Nhớ dạ, cho con nha. Dạ vâng. Rồi hai mẹ con có cái gì không hợp nhau không? Dạ rất, chắc là nhiều ạ. Nhiều. Nhiều lắm dạ. Hả cô? Mẹ thì Stin đi ra đường thì ai cũng gọi con với lại mẹ là hai chị em. Về cũng hơi tủi thân. Dạ. Rồi mẹ tôi khi mà biết về cái công nghệ điện thoại bán hàng livestream ạ, Facebook ạ, là mẹ cứ mua đồ trên mạng có khi lên 10 triệu ạ. Trời, mua cái gì mà mắc dữ vậy chị? Mua nhiều mua lắm nhiều. Bà không có xài hả cô? Mua kiểu như mua mình để đó vậy đó, là nhiều khi cho con cháu nữa, hay đi đám đi tiệc nữa. Dạ. Chứ là một phần nhiều khi mình thấy con dâu mình nó mặc đồ á, dạng như nó không có được ấy nữa, giờ đi với con trai mình nữa thì con trai mình là nó xe xu này nọ kia, còn dâu mình thì nó cũng không được ấy, thì mình hỏi thôi mẹ mua đồ á chảnh á đó, còn nhìn lên chảnh còn ưng cái nào còn lấy còn bận, thì ưng bận được rồi thì cứ theo mà cứ lên mà lấy mà bận thôi. Mẹ sao mẹ không chia cho con đấy, chia cái gì bận đi xong rồi dắt lên để đó mai mốt còn bận nữa chứ không có chia. Mượn của mẹ xong là mẹ trả lại cho mẹ, chứ mẹ không cho luôn. Thôi vậy cũng được rồi, bây giờ con đừng mua gì hết, mẹ mua gì cứ mặc vậy là xong, khỏi tốn tiền mua. Dạ thì con tiết kiệm lắm nên con đâu mua đồ. Tiết kiệm chứ lắm. Dạ. Thương là cái đó đó. Dạ. À, vậy tốt, nó biết rồi. Lo làm, nó biết lo tiết kiệm, còn chồng thì ăn nhậu. Mẹ còn rầu hơn luôn á, bây giờ nó có vợ lại là còn đỡ, vợ nó kèm lại đỡ cũng đỡ một phần nào á. Đi tới nỗi mà mình ngồi mình phải canh chờ nó, mình không ngủ được 2-3 giờ sáng luôn á. Rồi những lúc đó là hai vợ chồng về, thí dụ có xảy ra cự cãi gì không? Thì cũng có cãi nhau.
Rồi mẹ cãi là nó kêu mẹ không à. Rồi mẹ xử sao mẹ? Kệ con cho nó đi giao du tí đi, chứ con gàn ép nó quá nó còn dữ hơn nữa đó. Nó mẹ cứ binh hoài. Nó nói mẹ binh hoài à. Vậy là mẹ chồng với dâu thân nhau lắm đúng không? Thân là lúc mà ba mẹ chồng mà cãi nhau á thì mẹ mới thân với em. Hả? Ba hay ghen mẹ á, tại mẹ trẻ đẹp, mẹ đi ra ngoài mẹ giao tiếp với nhiều người á, về bà thấy bà ghen á, xong rồi hai ông bà chiến tranh lạnh không nói chuyện với nhau, xong rồi mẹ mới tâm sự với em, ba thế này thế kia, xong rồi khi mà hai ông bà mà thân lại với nhau á, thì mẹ không nói chuyện với em. Ủa gì vậy? Ủa, gia đình khổ á. Thì đúng rồi, người ta giận nhau người ta thì chơi với cô dâu. Mà hết giận thì ta chơi nhau chứ. Hai ông bà chơi với nhau. Nói đi con, chiều nay về ông già chồng đang đứng chờ trước cửa nhà. Dạ đúng rồi, nãy giờ con với mẹ đi á, là bà chồng cứ gọi không điện thoại á. Không biết là đi ra đây đâu. Không biết tham gia chương trình này. Không biết đi đâu, mà không biết hai mẹ con đi đâu. Mà ông biết kể chuyện giờ ông ghen nữa còn mệt. Nãy có anh ơi, bữa nay em họp, em về trễ. Bắt đầu cái ông không? Thì chừng nào về đi rồi gọi điện anh ra anh đón. Chứ đâu có nói là đi với con dâu ra đây đâu. Nhưng mà thật sự là mẹ chồng rất là gọi là năng động hơn con dâu nhiều. Con dâu hơi chậm chạp đúng không cô? Dạ đúng, nói nhiều khi đôi lúc hả, đầu óc nó không có chịu nghe. Khi đôi lúc hả, hỏi hả, không chưa trả lời liền luôn á. Đợi lắm. Đợi mà ít nhất phải 5-10 phút mới trả lời thôi đó. Ví dụ như mẹ hỏi là, ủa con ngày mai cho Trúc Linh ăn cái gì vậy con? 5 phút sau em mới trả lời được. Giận nhất là cái đó đó. Cái suy nghĩ cô, suy nghĩ thôi cho. Giận nhất là cái đó. Dạ. Mà hay suy nghĩ lâu lắm hả chị? Suy nghĩ xong rồi mình chậm phản xạ. Mình cũng dạng thuộc dạng tiếp người ít nói. Nên lâu lâu trả lời hơi lâu. Ủa sao trên đây Linh với Lê Lộc hỏi trả lời liền được? Dạ đi hồi lên tivi thì phải khác hơn ạ. Nhưng mà nhiều khi vậy cô có làm cô bực không cô? Bực chứ. Không bực. Cô giận không? Giận. Có bao giờ mà la con dâu không? Có. La nó có trả lời lại không? Không, không trả lời. Cái đó không phải đang suy nghĩ. Không có trả lời. Làm thinh cái mặt buồn hiu vậy á, biết rồi đó. Dạ. Giận cái em bỏ đi ra ngoài. Dạng như mà đánh con á. Mà có hai cái tật còn nhỏ nó khóc á. Ôm nhỏ cứ ngắt vô nghe nè, đặng cho nó nín á. Dạ. Mình thấy vậy mình nói không? Bỏ ra, trả lại cho mẹ. Không có được mà dỗ con mày như vậy, cái kiểu như vậy là không được. Nó nín thở, nó chết làm sao? Bắt đầu giật nhỏ lại, nó giận. Bắt đầu kêu mẹ cứ cưng cháu như vậy thôi. Cưng gì? Cái đó là mẹ thương cháu, là con dỗ cháu như vậy là không có đúng. Bắt đầu nó bỏ tè tè đi nước. Đi đã, hồi vòng mình cháu về. Nó mẹ, hồi đó mẹ có đánh anh Hải không? Nó nói không, tuyệt đối mẹ không có đánh anh Hải nha. Con đừng có đi ra hoài, con nghe mấy cái cô kia nói là mẹ đánh anh Hải hồi đó như vậy này nọ kia rồi. Tại vì hồi đó nó coi như là nó lớn rồi, nó cũng đi học á. Mà đi học, đi chơi, nó đi luôn, nó không vô nhà. Bắt đầu nhéo hai vế nó vậy đó, bà nội chửi quá trời, bà nội chồng á. Có bao giờ mà mẹ la quá rồi buồn ngồi khóc, rồi định bỏ về nhà gì không? Dạ, bỏ về nhà Thanh Hóa, xa tiết ngoài Thanh Hóa không dám bỏ. Chỉ có buồn thôi. Buồn xong rồi hai mẹ con cũng về, không có xích mích lâu ạ. Đó, cái đó là cái hay nhất á, chứ đừng để mẹ giận lâu nha. Ủa mẹ, có một lần mẹ giận á, là hai vợ chồng cho em bé đi sang nhà bác anh trai của con chơi á. Mà về khoảng 8 giờ á, thì mẹ gọi điện thì lúc đó hai vợ chồng thì cũng người máy hết pin, người thì không mang máy. Xong rồi về thì mẹ giận, mẹ im im, mẹ không nói gì đến sáng mai. Mẹ đi làm á, xong rồi mẹ ở lại công ty luôn. Thì ba chồng mới hỏi, ủa sao bay làm gì mẹ bay giận, mẹ bay không về nữa. Chồng gọi điện thì mẹ không nghe, mẹ đòi ngủ lại ở công ty, mẹ không về nhà nữa. Mẹ giận á. Giận quá à, không về nữa. Hai chồng đâu biết mình giận đâu. Dạ. Nó không biết giận. Cái đầu cứ tức quá là nó không làm gì, không, nó không biết mình giận nữa, nó lơ lơ là tức quá à. Ở công ty luôn. Ông xã cũng kêu, em ơi về chưa? Không, em có về đâu. Anh nói với tụi nó em ở đây luôn rồi, em có về. Đầu cái thằng trai gọi điện miết, gọi điện mà thậm chí mà tao nói trái máy luôn á. Không giận, không nghe nữa mà, không có về nữa. Cái nó gọi điếc lắm. Bây giờ mẹ không về hả, con ra tới công ty luôn á. Rồi có ra không cô? Nó gọi hoài rồi mình phải đành bụng rồi đi về. Đi về, vừa đi về tới nhà cái đầu cái ẩm con lại xề xề lại cho mình á. Cái đầu mẹ nè, nội nè, nội giận nè, con giúp nội đi, nội giận nè, con giúp nè. Dâu nghiện không?
mẹ ơi, vợ chồng con có gì thì mẹ dạy mẹ bảo, chứ mẹ giận tụi con đâu có biết chuyện gì đâu. Dạ. Cái mình mới nói thôi là mẹ nói rồi là hai đứa đi chơi á, con nó còn nhỏ là phải về sớm, chứ không có được mà về trễ ngõ ba ngõ tư rồi người ta nói này nói nọ kia là quở con nít nó bệnh. Dạ mẹ la thì em im, xong nó để mẹ bớt cái cơn giận xuống thì em với mẹ nói chuyện được. Còn biết. Mà một người nóng một người mà cãi lại thì cái câu chuyện nó sẽ bùng cháy hơn. À, hai bên giống như bạn bè với nhau vậy đó, không có giận nhau lâu. Thôi bây giờ thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì không? À, mẹ muốn con á, thay đổi á, là trong nhà thì con có cho cháu chơi cái gì á, thì con dọn dẹp đi, đừng có để ba chồng la. Ba chồng nói mẹ chứ không có không phải là nói con đâu, nói mẹ nhằn mẹ hoài à. Rồi chị có mong muốn mẹ điều gì không? Thì mong muốn mẹ là mỗi lần đi làm về thì mẹ vui vẻ hơn, đừng có lầm lầm lì lì sợ. Thì mong mẹ luôn có sức khỏe, hạn chế mua đồ online lại. Cảm ơn mẹ con hôm nay rất nhiều. Con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi ạ. Mẹ cũng mong vậy, cảm ơn con. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, bình an và thành công nha. Dạ. Một kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.